Người phụ nữ bất tỉnh sau khi uống hơn 80 viên thuốc. Gia đình phát hiện bệnh nhân bất động, huyết áp tụt, choáng váng sau khi uống hơn 80 viên thuốc hạ huyết áp và trầm cảm. Theo bác sĩ vợ Tấn Được, khoa nội tim mạch lão học Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh nhân là một phụ nữ tên B, 56 tuổi, nhập viện trong tình trạng tụt huyết áp nặng. Bà B có tiền căn tăng huyết áp độ 2, rối loạn chuyển hóa lipid máu và trầm cảm. Toa thuốc đang điều trị có 3 loại gồm thuốc hạ huyết áp và thuốc trầm cảm. Theo người nhà, bà B đã uống toàn bộ các thuốc trên, mỗi loại 28 viên. Khoảng 4 giờ sau, bà được phát hiện nằm bất động trên giường và được đưa đi cấp cứu. Tại khoa cấp cứu Bệnh viện Lê Văn Thịnh, bệnh nhân tiếp xúc chậm mạch 100 lần trên phút, huyết áp 80/50mm thủy ngân, SpO2 92%, niêm hồng nhợt, chi ấm, mạch nhanh nhẹ. Bệnh nhân được chuyển đến đơn vị hồi sức tim mạch khoa nội tim mạch lão học, chẩn đoán xác định tụt huyết áp do ngộ độc thuốc hạ huyết áp và tổn thương thận cấp. Các bác sĩ đã tiến hành lọc máu chậm liên tục, bi quả hấp phụ nhằm ổn định toan kiềm, loại bỏ độc chất, đồng thời sử dụng vòng mạch bù dịch truyền insulin nồng độ cao, truyền đường canxi liều cao tim tĩnh mạch chậm. Sau 80 giờ cấp cứu và hồi sức tích cực, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, được theo dõi tại khoa và điều trị tâm lý. Đến nay người bệnh đã ổn định. Theo bác sĩ Được, đây không phải là trường hợp đầu tiên được cứu sống do ngộ độc thuốc hạ huyết áp. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.